Các bạn đang theo dõi kênh của Trường Doanh Nhân HBR. 10 tiêu chí tuyển dụng nhân tài của Google. Tuyển dụng luôn là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp lớn. Nhiều năm qua, gã khổng lồ Google luôn là cái tên gắn liền với những câu hỏi phỏng vấn khó khăn và khác biệt dành cho các ứng viên. Video này sẽ chia sẻ bí quyết tuyển dụng của Google và bài học rút ra từ cách Google chiêu mộ nhân tài. 1. Google không tìm kiếm các chuyên gia. Chúng tôi thả thuê những người thông minh, ham tìm hiểu hơn là những chuyên gia có kiến thức thật sâu về một lĩnh vực. Ông Laros Block đã giải thích rằng, những người ham học hỏi thường có khả năng tìm ra đáp án cho những câu hỏi hóc búa, trong khi những người mãi chỉ có một công việc thường chỉ lặp đi lặp lại những điều họ đã từng thấy trước đây. 2. Google thực sự muốn những người có năng khiếu và khả năng học tập cái mới. Ông Block đã nói, nếu bạn tuyển dụng một người thông minh, ham học hỏi và sẵn sàng học tập, họ sẽ có khả năng nảy ra những ý tưởng mới mà thế giới chưa từng thấy. Google tìm kiếm những người sẽ sáng tạo ra cách làm việc mới hơn là chỉ lặp đi lặp lại những gì người khác đã làm. Chúng tôi tuyển dụng những người có năng khiếu, có khả năng học tập cái mới và kết hợp hai yếu tố này. 3. Google tìm kiếm những người có lòng can đảm. Ông Block kể lại một lần trò chuyện với một sinh viên đang nghiên cứu hai chuyên ngành khoa học máy tính và toán học. Sinh viên này đang cân nhắc bỏ bộ môn khoa học máy tính vì nó quá khó. Tôi nói với sinh viên đó rằng, thà là một sinh viên khoa học máy tính hạng B hơn là một sinh viên tiếng Anh hạng A+. Vì khoa học máy tính cho thấy sự chặt chẽ trong tư duy và quá trình học có nhiều thách thức hơn, sinh viên đó sẽ là một trong những thực tập sinh của chúng tôi vào mùa hè này. Những nghiên cứu về tính đột phá trong giáo dục cho thấy, để đạt được sự thành công, sự can đảm để giữ vững lòng quyết tâm và kiên trì hoàn thành những công việc khó khăn quan trọng hơn so với một chỉ số IQ đơn thuần. 4. Google muốn biết liệu ứng viên có thể giải quyết được các dự án khó khăn. Trước đó, Google từng nổi tiếng với câu hỏi phỏng vấn kỳ cục và hóc búa, nhưng hiện nay, Google thường hỏi các ứng viên về kinh nghiệm cụ thể của họ. Bắt đầu với những câu hỏi như, hãy cho tôi một ví dụ về cách bạn từng giải quyết một vấn đề khó phân tích. Ông Block giải thích, bằng cách yêu cầu ứng viên trình bày về kinh nghiệm của chính họ, ông sẽ thu được hai loại thông tin. Bạn biết họ thực sự phản ánh ra sao trong tình huống thực tế. Và thông tin khác cực kỳ có giá trị là bạn biết những vấn đề như thế nào sẽ được ứng viên đó coi là khó phân tích. 5. Google muốn các ứng viên có kỹ năng phân tích. Những kỹ năng cơ bản về khoa học máy tính rất quan trọng vì chúng thể hiện khả năng hiểu và áp dụng thông tin, cũng như tư duy một cách hợp lý và có cấu trúc. Nhưng ngoài kỹ năng khoa học máy tính, Google còn nhiều những yêu cầu khác, trong đó có kỹ năng phân tích. Ông Block nói, kỹ năng phân tích đem lại những khả năng sẽ giúp bạn khác biệt so với hầu hết những người khác trên thị trường việc làm. 6. Google không quan tâm về điểm trung bình môn, GPA. GPA là điểm kiểm tra không liên quan tới thành công của bạn tại công ty. Môi trường học tập là môi trường nhân tạo. Những người thành công ở đó là những người được đào tạo tốt. Họ được tạo điều kiện để thành công trong một môi trường đó, ông Block nói. Tại trường học, người ta được đào tạo để đưa ra những câu trả lời cụ thể. Chúng tôi muốn những người tìm ra giải pháp ngay cả khi không có câu trả lời rõ ràng. 7. Quy tắc khi viết sơ yếu lý lịch ứng tuyển vào Google. Giải thích về cách viết sơ yếu lý lịch khi ứng tuyển vào Google, ông Block nói rằng, hầu hết mọi người quên mất công thức viết một bản sơ yếu lý lịch có chất lượng. Công thức này rất đơn giản. Tôi đã hoàn thành công việc X liên quan tới lĩnh vực Y bằng cách làm công việc Z. Ví dụ, ông Block giải thích rằng nhiều người chỉ viết, tôi viết xã luận cho báo The New York Times, nhưng một bản sơ yếu lý lịch nổi bật phải trình bày chi tiết hơn về các thành tựu của ứng viên và họ có gì để so sánh với người khác. 8. Google tìm kiếm những ứng viên biết khi nào cần đứng dậy và đảm nhận vai trò lãnh đạo. Google không quan tâm tới khả năng lãnh đạo thông thường, mà thứ chúng tôi quan tâm lại là khi nào xảy ra vấn đề và bạn là một thành viên trong nhóm, chính bạn, vào thời điểm thích hợp, phải đứng dậy và lãnh đạo. Và một điều quan trọng không kém, là khi cần thiết, bạn sẽ phải rút lui và giành quyền lãnh đạo cho người khác. Bởi vì yếu tố quan trọng để trở thành một nhà lãnh đạo thành công trong môi trường này là bạn phải sẵn sàng từ bỏ quyền lực. 9. Google muốn những người có thể làm chủ dự án. Với ý thức làm chủ, bạn sẽ cảm thấy có trách nhiệm với số phận của dự án đó, khiến bạn sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề. Nhưng bạn cần phải biết lắng nghe những ý tưởng hay hơn. Mục tiêu cuối cùng là làm cho chúng ta có thể cùng nhau làm gì để giải quyết vấn đề. Tôi đã đóng góp phần của tôi, sau đó tôi nhường cho người khác, ông Block đã nói. 10. Google muốn thấy sự khiêm tốn. Để thành công tại Google, bạn cần khiêm tốn. Không có sự khiêm tốn, bạn không thể học hỏi. Thiếu khiêm tốn là vấn đề phổ biến ở những người học cao. Ông Block nói rằng,
chính thành công có thể là một trở ngại, vì những người thành công không thường xuyên thất bại, nên họ không biết cách học hỏi từ thất bại. Thay vì coi thất bại là một cơ hội để học tập, họ lại đổ lỗi cho người khác. Người phụ trách tuyển dụng của Google nói, khi có việc gì tốt xảy ra, họ nói vì tôi là một thiên tài. Khi có chuyện gì xấu xảy ra, họ nói đó là vì một người khác ngu ngốc hoặc vì tôi không có đủ nguồn lực hoặc do thị trường đổ lỗi. Bí quyết tuyển dụng nhân tài của Google lẽ dĩ nhiên không thể phù hợp với tất cả mọi doanh nghiệp, bởi tùy vào mô hình, tính chất, ngành nghề của công ty mà nhà tuyển dụng có thể đưa ra các tiêu chí riêng trong quá trình tuyển dụng. Thông qua những bí quyết tuyển dụng người tài của Google, mỗi doanh nghiệp có thể tự xây dựng cho mình một nền tảng các tiêu chí đánh giá khi tuyển dụng, tạo ra một mô hình tuyển dụng hiệu quả hơn so với sự rõ ràng và nhất quán. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Để không bỏ lỡ những kiến thức, xu hướng kinh doanh mới nhất, hãy nhấn subscribe kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Doanh nghiệp của bạn có đang gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài? Bạn đau đầu với việc tìm ra những chiến lược, phương thức kinh doanh hiệu quả giúp doanh nghiệp có thể vượt qua đại dịch? Tham gia ngay các khóa học tại HBR để được cập nhật những xu hướng kinh doanh mới nhất thời COVID, đồng thời được giải đáp trực tiếp những vấn đề đang gặp phải để tìm ra hướng đi mới phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Các khóa học bao gồm xây dựng hệ thống marketing chuyên nghiệp, xây dựng hệ thống và mô hình kinh doanh online, xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ. Hãy đăng ký ngay các khóa học trong đường link ở dưới phần mô tả video này để nhận mã giảm giá lên tới 1 triệu đồng hoặc gọi số hotline trên màn hình để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.